Mỗi năm đến 20 tháng 11, lòng chúng em lại bâng khuâng, xốn sang, nhìn lại hành trình trên chặng đường học tập của mình. Mùa 20 tháng 11 này là mùa thứ hai chúng em gắn bó với trường trung học cơ sở Bàng La thân yêu. Mới ngày nào, chúng em bước qua cánh cổng trường, bỡ ngỡ vậy, mà giờ đây đã trở thành thân quen. Mỗi ngày tới trường, chúng em đều được các thầy cô giáo đồng hành, dìu dắt để chúng em hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn. Chúng em xin dâng lòng biết ơn đến tất cả các thầy cô giáo. Năm học này, lớp 7A1 chúng em được đồng hành cùng cô giáo Đào Thị Lan Anh, cô vừa chủ nhiệm, vừa phụ trách bộ môn văn và lịch sử lớp em. Được biết, cô đã gắn bó với môi trường 27 năm trong nghề. Ngôi trường này đã đón nhận và chia tay biết bao thầy cô đến rồi đi, nhưng cô vẫn thủy chung ở lại cùng chúng em. Cô quyết gắn bó trọn vẹn với ngôi trường và các thế hệ học trò Bàng La chúng em. Em nhớ những buổi học đầu tiên, nhiều bạn còn e ngại, chưa hăng hái phát biểu. Cả lớp chỉ có vài cánh tay lác đác giơ lên, khiến cô hơi buồn. Nhưng chỉ 2 tuần sau, cô đã khiến giờ học cực kỳ sôi nổi. Có những câu hỏi cô đặt ra, cả rừng cánh tay giơ lên. Bí quyết của cô rất đơn giản. Cô đã khuyến khích chúng em bằng phần thưởng nhỏ cho những bạn tích điểm giơ tay đạt 80 trở lên trong 1 tuần. Khi thì cô tặng thưởng sticker, khi thì cô tặng sổ tay mini, lúc cô lại thưởng thẻ học hay bút nhớ. Kèm theo phần thưởng, cô còn hướng dẫn chúng em cách sử dụng tỉ mỉ, chi tiết. Sticker thì trang trí vào vỏ cho dễ thương, sổ tay mini để tóm tắt kiến thức, thẻ học để ghi nhớ từ khóa trong bài. Hóa ra cô đã ủ mưu hết rồi, nhưng sao chúng em nhận được quà tuy nhỏ mà niềm vui lại to. Nhiều bạn ồ lên, giờ mới thấy ghi nhớ kiến thức sao mà dễ và nhanh đến thế với cách học như vậy. Em vẫn nhớ ngày đầu cô vào lớp, nhìn bức tường phòng học trống trơn, cô nói, cô sẽ tô thêm màu sắc lên đó. Chúng em còn chưa hiểu cô định làm gì, thì cuối tuần đã có lời giải. Cô mang tới lớp lình kỉnh rất nhiều thứ, nào là khung tranh, giấy cuộn, nào búa, nào đinh. Cô phân công bạn này việc này, bạn kia việc kia. À, thì ra cô đã lên kế hoạch cùng chúng em trang trí lớp. Cô biến lớp học thành một bảo tàng thu nhỏ. Góc này là tranh những tấm gương vĩ nhân, góc kia là bản đồ thế giới với những kỳ quan vĩ đại. Góc là bản đồ Việt Nam với những danh lam thắng cảnh. Góc trưng bày những bức họa nổi tiếng của danh họa thế giới. Cô nói, các em có thể đi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc Việt Nam, đặt chân đến những vùng đất xa nhất của trái đất, khám phá những kỳ quan thế giới, gặp gỡ các vĩ nhân và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật bậc nhất ngay trong căn phòng này. Lời cô nói thật ý nghĩa. Chúng em chưa từng nghĩ đi du lịch và khám phá thế giới lại dễ đến thế chỉ với chuyến đi không đồng. Hàng tuần, cô tổ chức một hoạt động ngoại khóa để chúng em tìm hiểu và chia sẻ những chuyến đi ấy. Văn học vĩ đại người Ý, ông sinh ngày 15 tháng 2 năm 1564 và mất ngày 8 tháng 1 năm 1642. Ông sinh ra tại Pisa. Mới có 2 tháng cô đồng hành cùng chúng em, vậy mà em đã thấy thân quen lắm rồi. Chính cô đã thổi vào tâm hồn chúng em một làn gió mới, khơi gậy trong trái tim chúng em những ước mơ. Chúng em đã viết lên ước mơ của mình và gắn vào góc mơ ước của lớp. Điều này em chưa thấy bao giờ. Em nghĩ mơ ước chỉ giữ riêng mình. Nhưng cô nói, nếu ta chia sẻ và viết ra mơ ước càng sớm thì nó sẽ thôi thúc và tạo động lực cho ta phấn đấu ngay từ bây giờ. Rồi khi lớn lên, dù ước mơ của em sẽ thay đổi, nhưng cách mà ta gieo và nuôi dưỡng ước mơ ấy chính là chất xúc tác khiến ta trưởng thành hơn. Và cô đã thắp lên 34 ước mơ nhỏ, gắn lên những chiếc kẹo cỗ xinh xắn treo lên bảng mơ ước của lớp 7A1 chúng em. Chúng em hứa sẽ nghe lời cô dạy, dù sau này có thành công thế nào, có giành được thành tựu ra sao, vẫn luôn phải là một người tốt, biết trân trọng bản thân và trân trọng mọi người. Chúng em hứa sẽ luôn nỗ lực để sau này biến ước mơ thành hiện thực, để nối tiếp những hoài bão của cô. Thưa cô, chúng em biết ơn cô vì tất cả. Mong sao chặng đường gắn bó đồng hành của cô cùng chúng em thật dài, dài mãi.
chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho sáng trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi.